Xin mến chào toàn thể các bác. Hôm nay ngày 16 tháng 5 gửi tới các bác, giới thiệu tới các bác những con Amni nha các bác nha. Hôm nay đặc biệt những con Amni karaoke ngon, bổ rẻ gửi tới các bác đây. Hôm bữa hỏi rất là nhiều, hôm nay em soạn được 3 con và những con dòng đời Puller cao cấp hàng số Kenwood và những mắt răng Yamaha Sansui. Và đến mã số đầu tiên của em này đến từ thương hiệu Yamaha. Em này model A40 dòng mà mặt phay nhôm, trưng bày cũng khá là sáng láng và đẹp. Tại vì ít người biết tới em này thôi, nhưng mà thật sự là đối với em đánh giá em này so với đồng tiền bỏ ra hơn 1 triệu thôi, bên em bán chỉ có 1.300.000 đồng thôi. Mã số một đầu tiên này thì phải nói có tuyệt vời về chất âm nha các bác nha. Và phía đằng sau đi ạ, em này 80W có thể đánh được loa 20-25 nha các bác. Trở kháng đánh từ 8 đến 16 ohm, sử dụng được những dòng loa cổ ạ. Sử dụng những con sò nằm ở phía dưới này. Đây ạ, tất cả các mạch cũng còn rất là đẹp nha các bác nha. Và đến mã số đầu tiên ngày hôm nay em bán với giá là 1.300.000 đồng, mã số 1 ạ. Nguồn vàng nha các bác. Mặt mũi còn rất là đẹp luôn, sáng láng luôn này. Và cái tiếp theo là mã số 2, em như em nói lúc đầu thì đến từ thương hiệu Puller. Model của em này là VSX 820, mặt trước và mặt kính, mặt kính bóng sáng rất đẹp luôn. Em này trong tình trạng còn đẹp nha. Có HDMI 1080HP này, âm thanh vòm này, nghe được iPhone, iPod iPhone này. Sử dụng DST DTS HD Master Audio, còn tình trạng còn rất đẹp. Đây, em này phong cách đời mới hiện đại nha các bác nha. Đây nó còn nguyên cái nắp của cái hộc ở đằng trước, các bác nhấn vào thì nó sẽ mở được nắp ra. Có sử dụng được USB đấy ạ. USB sử dụng cả iPhone hoặc là iPod coi nhá. Sử dụng setup mic luôn, setup luôn. Đầu dòng đời cao cấp cho các bác. Rất nhiều chế độ để chỉnh các bạn. Còn lấy độ ưu tiên đầu vào đi ạ. Đây, lấy đầu vào đây. Các bạn để chế độ CD này. Còn rất là đẹp luôn. Bóng sáng đẹp. Quá đẹp luôn, bóng kính. Dòng đời này thường thường là vẫn còn giá trị trên thị trường, là còn mà hàng mới, với giá là trên 10 triệu nha các bác. Có giải mã optical này. Giải mã đường HDMI đây. Công suất của em này là 245W nha các bác nha. Thế hệ mới, trở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm. Rất là kỳ bản đẹp, sáng sủa. Dân chơi thì mới biết được những dòng này thôi. Rất đánh rất là chơi rất là sướng nha các bác. Rất nhiều xe mạnh. Và đến mã số này em bán với giá rẻ thôi, 2.300.000 đồng. Mã số 2, bóng kính quá bóng quá nha. Quá bóng luôn. Quá rẻ so với đồng tiền các bác bỏ ra. Và đây ạ, giới thiệu cho các bác luôn ba em Amni thứ tự model đến từ dòng đời từ thương hiệu Puller, model SA V20 dòng 25A nhá, dòng đời chót nhưng mà em đánh giá rất là cao cái dòng Amni karaoke này nha các bác nhá. Ba em đẹp tự tựa như nhau. Mở một cái nắp trên cùng ra luôn cho khách coi. Và hiện tại bây giờ là em đang test. Thôi mở cái con thứ hai, bê con trên cùng ra đi. Con thứ hai đang cắm điện rồi. Nãy cắm điện con thứ hai rồi. Em đang mở nhạc nãy rồi các bác này. Đó. Lấy mấy cắm thử luôn cho các bác nghe nha. Alo, tiếng nghe tiếng rất là mượt. Và tiếng sâu nó mượt. Echo ra rất là sướng nha các bác. Đây, nút nhạc này. Đây là của chép bạt của nhạc ha, và đây là ba lăng của cân hai loa, còn đây của chép và bạt của echo của micro ha. Micro đây là chép, đây là bạt này, và đây phần kéo đuôi ngắn và dài, và đây của nhanh và chậm, của cái này là đuôi, cái này là ngắn và dài nha các bác nha. Em đang để chế độ này, em alo thử cho các bác coi, theo em nghĩ em tinh chỉnh như vậy thì là ok hay nhất này. Tai của em là vậy ạ. Đi đi 1 2 3 6 7. Chậm tí này. Lên 1
2, 3, 4. Kéo dài tí này. Rất là phê nhé các bác nhé. Đi 6, 7. Dài quá, nó nghe nó kỳ, nó vọng quá. Đi 1, 2, 3. Cần một con amply như thế này và một đôi loa như thế này có thể là hát hò và nghe nhạc nhẹ nhàng trong một căn phòng 40m2 nha các bác nhé. Đấy. Đôi loa với giá là 2.400.000 này. Đó, em hát thử là ok đi. Và là một con amply với giá 1.600.000 đồng. Đi đi. Đi đi đi. Hát thử đoạn cho các bác nha. Nói phải làm liền cho các bác coi. Đi đi sau. Echo nhiều ý được các bạn, echo à. Đi sau. Đi một hai. Ok các bác nha. Đấy em chỉ test sơ sơ và để cho các nghe cái chất âm của nó ra như nào thôi ha. Và đến với mã số 3, 4 và 5. Ba em này đồng giá là bán giá rẻ rẻ cho các bác luôn nha. Thường thường những em đẹp như những em này là thường thường là trên giá 1.700.000 nha các bác nha. Hôm nay bán nỡ rồi bán luôn. Với giá là 1.600.000 đồng. Số 3, 4, 5. Rồi. Kế tiếp theo là mã số 6 đến với thương hiệu Kenwood KAV6000. Em này cũng khá là quen thuộc nha các bác nha. Đây. Em đang để chế độ CD. Các bác vào cắm thì nhớ các bác để chế độ A và B cho nó sáng rực như vậy em thì nó mới lên loa các bác nha. Các bác để tắt như vậy thì nó không bao giờ lên nha. Đó, thì sẽ dẫn lên. Nghe nhạc xem phim khá là hay luôn. Chỉnh bát chép ở đây. Có thể ghép vang hát hò karaoke. Em này nhìn rất là đen, mặt nhôm. Phay đen, nhôm và phay nhôm màu đen, rất là cứng cáp đẹp nha. Màn hình có màn hình luôn. Các bác nhớ là cho em đấy như là theo hướng dẫn như vậy thì để cho nó ok nhá. Nhiều khi không làm theo nó lại không lên thì bảo lại gọi. Em này có hai chân real các bác này, real và cắm vào chế độ CD đi ạ. Trở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm, công suất là 240W. Và đến mã số 6 này, đây, một gam em đây, rất là hầm hố ạ. Em bán với giá là 1.700.000 đồng thôi nha. 1.700.000 đồng thôi, mã số 6. Và mã số 7 đến với em á hậu từ thương hiệu Sansui, mặt màu vàng chanh, phanh nhôm rất đẹp, model AV7700 ạ. Rất đẹp luôn, như tranh vẽ luôn, chỉnh bát chép rồi. Ở đây, đây, bát này, chép này, và tăng tăng giảm đây, tăng giảm đây ạ, trên dưới nha, và chỉnh bát chép này, rất là đẹp luôn, sang chảnh luôn. Có thể ghép vang hát hò karaoke được mà trưng bày khá là đẹp. Em này công suất là 205W, trở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm, đánh từ 4 loa, 2 đường chỉnh loa chính.
đây nha các bác nha. Tản nhiệt đây. Đó, quá kinh khủng, nhìn đằng trước đằng sau. Quá kinh khủng đúng không ạ? Và đến với mã số 7 này hả? Em bán với giá là 1.700.000 đồng thôi nha. 1.700.000 đồng. Đấy, lưu ý các bác nha. Khi tắt nguồn ở đây thì nó sáng đèn ở đây. Khi bật nguồn nó chỉ tắt đi, nó sáng ở đây. Đó, báo trước cho nó các bác để biết tình hình như thế này khỏi mất thời gian gọi qua gọi lại. Và mã số 8 đến với thương hiệu Yamaha, dòng đời DSB AX8 các bác nha. Cực chất luôn, mặt màu nhôm, màu vàng chanh, có cốp mở ở phía dưới. Đó. Chỉnh bát chép ở phía đây. Đồng đời là rất là ưa chuộng các bác nha. Rất là nhiều bác hỏi như dòng đời AX8 này, 1200, 1400, 2000, 2000, 2004 nhá, những dòng đời đặc biệt này, phiên bản đặc biệt này nhá. Công suất không to lắm nhưng mà đánh rất chất âm rất là tuyệt vời. Chất âm rất là hay, rất là dễ ghép loa nha các bác. Có cốp mở, dòng cốp mở này, có chức năng là giải mã, có nhạc optical này, TV xuống này. Công suất của em này cũng không có to lắm, 230W thôi, nhưng em chả hiểu mà thấy to lắm mà bê nặng đó các bác ạ. Bê rất nặng nha. Chở hàng đánh từ 6 đến 12 ôm. Có đường ra đường riêng, súp wow riêng, súp riêng, sen riêng, email riêng, đường riêng. Rất là nhiều, nếu các bác nào có biết rành về nó thì nó rất là nhiều chế độ để các bác chơi nha. Và đến với mã số 8 cũng là mã số cuối của ngày hôm nay. Đẹp quá, sáng sủa. Em bán với giá là hôm nay bán với giá thanh lý luôn này. Tại vì nó hơi xước một tí ha. Nó hơi hơi mở tí này. Hơi mở tí núm này. Em bán rẻ luôn. 1.800.000 đồng, mã số 8 cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay nha. Em xin tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác tiếp tục video vào tối mai.